này còn gọi là gác chuông. Gác chuông ở đây được có chiều cao là 18m25 và có đường kính là 17m. Bên trong gác chuông nơi đây được treo quà đài hồng chuông đồng nặng 36 tấn đồng do các nghệ nhân ở thành phố đấy đúc ra. Và quà đài hồng chuông nơi đây cũng được xác lập kỷ lục là ngôi chùa có đại hồng chuông lớn nhất của Việt Nam. Và để tìm được quả chuông chùa như thế này, nhà chùa phải sử dụng một chiếc chày kìm đây đó. Chiếc chày kìm đây có chiều dài là hơn 4m, trọng lượng gần 5 tạ. Và để tìm được quả chuông chùa, nhà chùa phải sử dụng khoảng 5 thanh niên để tìm chuông chùa. Và chuông chùa ở đây khi được tỉnh lên thì cách khoảng 10 cây số vẫn nghe thấy tiếng chuông chùa. Và theo quan niệm của nhà Phật thì chuông chùa cả ngân sao bao nhiêu thì tôi đi mọi phiền muộn của chúng sinh bấy nhiêu đó. Và quả đài hồng chuông này chỉ có những ngày đại lễ hoặc khách mời của doanh nghiệp yêu cầu tỉnh chuông thì chuông chùa nơi đây mới được tỉnh lên ạ. Bên trên nơi đây là một quả đài hồng chuông và phía dưới đài hồng chuông nơi đây là một quả đài trống đồng. Quả đài trống đồng ở nơi đây có chiều cao tới 7m, trọng lượng 13 tấn, trong đó 5 tấn bằng khung sườn inox và được dắp 8 tấn đồng ở bên ngoài do các nghệ nhân ở Kiến Sương, Thái Bình chế tác. Chế tác theo quả trống đồng này là trống đồng Đông Sơn. Trên chuông, dưới trống. Chuông ở đây thì tượng trưng cho trời, trống thì tượng trưng cho đất. Trời là dương, đất là âm, âm dương đối đãi, vạn vật sẽ sinh sôi và nảy nở. Và quả đài trống đồng này để chỉ để trợ âm cho tiếng chuông chùa vang ngân xa hơn ạ. Vâng, bây giờ kính mời các cô, các anh, các chị trong đoàn nhà mình tham quan chung quanh các chuông này một chút, rồi đoàn mình sẽ hành trình đi xuống tham quan điểm tiếp theo và đoàn mình sẽ hành trình đi xuống trống đồng cũng do các thành viên ở thành phố Huế đúc ra. Sau khi xây xong các bồ đề đại tràng ở phía bên tay phải đoàn mình nhìn trên đây sẽ an vị ngọc có lợi và nhị ông chuông lớn thứ hai trong các bồ đề đây. Cái này đi bên kia. Và trước cửa điện các chủ nơi đây là một hộp phóng sinh tuyệt dưới. Hộp phóng sinh ở đây có diện tích tới 5.000m2 là để giải hóa chúng sinh trong những ngày đại lễ. Và cũng trong quanh hồ trên đây được trồng rất là nhiều cây bồ đề do các vị nguyên thủ quốc gia đã trồng trên cây chùa. Và chi tiết các chủ nơi đây cũng được xây dựng kiến trúc hoàn toàn bằng bê tông cốt thép sơn màu vân gỗ. Điện có chiều cao tới 30m, chiều rộng 40m và chiều dài là 44,7m. Tổng diện tích là 1.945m2. Bên trong chính điện pháp chùa nơi đây được thờ một tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Bằng Đồng có chiều cao tới 10m, trọng lượng 100 tấn đồng. Cũng do các nghệ nhân là làng nghề Ý Hiên, tỉnh Nam Định đúc và được dắp vàng ở bên ngoài. Do các nghệ nhân ở Trung Quốc sang dắp vàng. Và Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây, tay phải của ngài cầm bông hoa sen, trên ngực có chữ vàng. Bông hoa sen và chữ vàng ở đây tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Và bông hoa sen ở đây mang ý nghĩa nhân quả, ai gieo nhân nào sẽ hưởng quả đấy. Và pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Bằng Đồng nơi đây cũng được xác lập kỷ lục là ngôi chùa có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng to và nặng nhất của Việt Nam. Và đoàn mình dừng chân ở chính điện pháp chủ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì nói đến Thích Ca Mâu Ni thì cho cháu xin giải thích một chút về Thích Ca Mâu Ni. Nói đến Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta đều biết rằng đó là người đã sinh ra đạo Phật đấy ạ. Theo lịch sử Phật giáo thì được sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 530 trước Công nguyên. Ngay từ khi mới sinh ra đời, người đã đứng dậy trước bước đi 7 bước, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa và nói to rằng: Thiên thượng thiên địa di ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có mình ta là tôn vinh nhất. Sau khi lên 19 tuổi, người đã rời bỏ cung vàng điện ngọc, rời bỏ vợ đẹp con khôn để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Sau một thời gian tu hành lâu dài quá thì người đã tu hành chín quả và người không đành an hưởng cuộc sống hạnh. Sau một thời gian tu hành lâu dài quả nhưng không được tạo quả gì, người đã quyết định ngồi dưới gốc cây bồ đề và nói rằng: Ta ngồi đây không tìm ra chân lý, ta quyết không đứng dậy dù cho thịt nát xương tan. Và sau 49 ngày đêm không ăn không ngủ ngồi dưới gốc cây bồ đề thì người đã thấy trong tâm sáng suốt và người đã đắc đạo vào tuổi 31 và người nhập niết bàn vào tuổi 80. Sau khi ngài nhập niết bàn, ngài đã mặc trên mình 7 chiếc áo cà tỳ và sau khi 7 chiếc áo cà tỳ này cháy hết và một phần thân thể của ngài còn sót lại, người ta đếm được 84.000 viên tất cả và 84.000 viên này chia cho 8 cường quốc lớn mạnh nhất thời bấy giờ và những viên nhỏ này chỉ bằng đầu tấm hạt gạo, rắn như đá, cứng như kim cương, thiêu không cháy, đập không vỡ, cho vào nước thì không tan và người ta gọi đó là ngọc xá lợi. Và ngọc xá lợi chính là một phần thân thể của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn vạn. Và rất vinh dự cho ngôi chùa Bái Đính nơi đây cũng được giáo hội Phật giáo Ấn Độ và giáo hội Phật giáo Thái Lan cho tặng. Mỗi nước cho tặng 3 viên ngọc xá lợi, hiện đang lưu giữ tại chính điện pháp chủ và mình đang dừng chân là 3 viên ngọc xá lợi của giáo hội Phật giáo Thái Lan cho tặng. Và trên chính điện Tam Thế Phật là 3 viên ngọc xá lợi của giáo hội Phật giáo Ấn Độ cho tặng đấy ạ. Và ngọc xá lợi là một bảo vật vô giá, nhà chùa an vị ở bút tháp ở trong chính điện đây.
Và Đức Phật Di Lặc ở đây có chiều cao tới 10 mét, trọng lượng 80 tấn đồng. Cũng theo các nghệ nhân là làng nghề Ý Yên, tỉnh Nam Định Đúc. Và tay trái của ngài thì cầm quạt ba tiêu, tay phải khoác bỉ. Và ngài có một thân hình no đủ, có nụ cười rạng rỡ, khiến cho các tăng ni Phật tử khi bước chân vào cửa Phật trông thấy ngài cũng xua đi mọi phiền muộn rồi. Chính vì vậy người ta đã không xây nhà cho ngài và đặt ngài ở ngoài trời với tư thế là đầu đội trời và chân đạp đất. Và phía dưới của Đức Phật Di Lặc, đoàn mình nhìn xuống đây là một tòa bảo tháp Bồ Đề Đại Tràng. Tháp Bồ Đề Đại Tràng ở đây có chiều cao là 99m và được làm 13 tầng. Dự kiến năm 2015 sẽ hoàn thành. Và khi xây xong tháp Bồ Đề Đại Tràng nơi đây sẽ an vị Ngọc Xá Lợi và nhị ông Trương lớn thứ hai trong tháp Bồ Đề Đại Tràng nơi đây. Và chính điện Tam Thế Phật của đoàn mình đang đi vào đây được xây dựng kiến trúc hoàn toàn bằng bê tông cốt thép sơn màu vân gỗ. Và điện có chiều cao tới 34m, chiều rộng 40m và chiều dài là 59m, tổng diện tích là 2.364m². Từ trên nơi đây thờ bộ Tam Thế Phật bằng đồng và từ dưới là khu âm ly từng hầm và tăng trai của bà Đính Nhẹ. Và điện Tam Thế Phật là một Tam Thế Phật bằng đồng nơi đây, với bao nhiêu chiều cao là 7m2, trọng lượng 50 tấn đồng một pho. Và có thể như là làng nghề Yên Tỉnh Nam Định Đúc và được phát vàng ở bên ngoài. Ra đây chị đi ăn nhé. Trung Quốc tặng phát vàng đấy ạ. Tam Thế đây có nghĩa là ba thời ba thế khác nhau. Nghe ngài bên tay trái gia đình nhìn vào đây, đó là ngài Quá Khứ Phật, hiện thân cho Phật A Di Đà, hay còn gọi là Trang Nghiêm Tiền Kiếp Phật. Ngài ngồi bên giữa là hiện thân cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Hiền Kiếm Tiền Kiếp Phật. Mà ngài ngồi bên tay phải gia đình nhìn đi vào gặp một vị Phật hiện thân cho Phật tương lai, hay còn gọi là tương lai, hay còn gọi là Tinh Tú Tiền Kiếp Phật. Tam Thế đây có nghĩa là ba thời ba thế khác nhau. Quá khứ, hiện tại và tương lai, có nghĩa là Phật Pháp luôn tồn tại với chúng ta mọi lúc mọi nơi đấy ạ. Và bộ Tam Thế Phật bằng đồng ở Bãi Đính nơi đây cũng được xếp vào kỷ lục là ngôi chùa có thờ bộ Tam Thế Phật bằng đồng to và nặng nhất của Việt Nam. Và chính điện này là cũng chính là chính điện cuối cùng rồi. Nói đến Bãi Đính thì đoàn mình đã về Bãi Đính rồi, đi cho em xin giải thích cho mình đoàn mình hai từ là Bãi Đính. Bái thì có nghĩa là lễ nghi, là vái lạy. Đính có nghĩa là trên đỉnh cao. Bái đính có nghĩa là vái lạy trên đỉnh cao đó. Và đến với Bái đính thì không thể nói đến Bái đính cổ. Ngôi chùa Bái đính cổ hay còn gọi là Bái đính cổ tự. Bái đính cổ tự thì cách đây 1.000 năm rồi Bái đính cổ tự được ra đời. Và Bái đính cổ tự là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở vùng đất cố đô Hoa Lư nơi đây. Và cách đây 1.000 năm thì ở Ninh Bình có tồn tại ba triều đại, đó là nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại này rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là quốc giáo, cho nên cho xây dựng rất là nhiều ngôi đình chùa nơi đây. Và trong đó có ngôi chùa Bái Đính Cổ. Bái Đính Cổ được ra đời vào năm 1096 sau một lần Đức Thánh Nguyễn lên sườn Bái Đính nơi đây tìm những cây thuốc quý để chữa bệnh hóa hồ cho vua Lý Thần Tông. Trước cảnh sắc nơi đây sơn thủy hữu tình, âm sinh vật thịnh, ông đã lập am thờ Phật từ mẫu và tu hành tại nơi đây vào năm 1096 và Bái Đính Cổ Tự được ra đời. Và còn Bái Đính Tân Tự của các anh các chị tham quan ngày hôm nay thì là như em đã giới thiệu như từ đầu là 2003 bắt đầu được xây dựng Bái Đính Tân Tự nơi đây. Và điểm dừng chân ở nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của khu du lịch Bái Đính Tân Tự rồi. Nếu mà đoàn mình có cần em đi tiếp sang Bái Đính Cổ Tự thì em đi tiếp rồi, đi tiếp rồi. Đi tiếp rồi, đi tiếp thôi em ơi. Xanh thôi. Đi, chỉ một
đoàn chị đông không cho ngồi 4 người ấy. Thì bắt lại 6 người, mặc dù 6 người đi ngang khó xa mạng thì người ta vẫn bắt mình. Em một ngày mà em được mấy chuyến như này? Chị ơi, từ sáng là bây giờ là một chuyến mang cơm thì em bây giờ đi. Thế mà thì tính ra một ngày chỉ được 100.000. Vâng, 1.000 lấy đỏ không? Ai cũng mất ruộng. Khi không cho đi một ngày người hai chuyến thì người ta ghi số đỏ ấy. Xong người ta phát cái tích kê đấy thì về người ta chưa trả tiền luôn là cuối số đỏ này. Và những cuối tháng những người này hôm qua người ta mới mang sớm người ta về. Bọn em hôm qua lại chuyến này. Lại phân chia nhau. Phát cái tích kê.